Thứ năm, tuần thứ tư thường niên, mùng 3 Tết Nhâm Dần. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Một hôm, Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy dụ bùi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, giỏ sách, chìa khóa và điện thoại, nhiều người trong chúng ta nhẩm đi nhẩm lại những món đồ không được quên trước khi ra khỏi nhà để đến công sở. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta lên đường với tâm thế khác, không mang theo gì khi đi đường. Xem lại bài tin mừng, người chỉ muốn chúng ta đem theo cây gậy, đôi dép và một chiếc áo. Chắc hẳn lời khuyên trên có vẻ không phù hợp với đời sống của xã hội hiện đại. Thế nhưng những vật dụng đó mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Điều quan trọng trước tiên là hãy nghĩ tới Chúa và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa đồng hành với mình hơn là những bận tâm khác. Bản chất của người Kitô hữu là truyền giáo. Thế nên mọi hoạt động trong ngày của chúng ta đều khởi đi từ lệnh truyền của Chúa. Hãy đi rao giảng, tin mừng khắp thế gian. Bài tin mừng không chỉ áp dụng cho các môn đệ thời Chúa Giêsu khi xưa, mà còn cho chúng ta ngày hôm nay, vì khi được rửa tội, người Kitô hữu mang trong mình sứ mệnh đó. Vì vậy hãy đến sở làm với tâm thế của người đi loan báo tin mừng, đem bình an đến cho tha nhân. Cầu nguyện xin ơn Chúa trước khi làm việc sẽ đem đến hiệu quả hơn là khởi đầu không có Chúa. Với tâm tình chúc tụng, tạ ơn, xin lỗi và xin ơn, mỗi người đều có thể đưa Chúa vào ngay trong chính đời sống cá nhân của chúng ta. Những tâm tình ấy sẽ hòa với lời nói, việc làm của mỗi người Kitô hữu và đem lại giá trị đích thực của tin mừng, cho dù không nói trực tiếp về Chúa. Ngoài ra, khi có Chúa cùng đồng hành, ma quỷ cũng không dám bén mảng. Những cám dỗ của đời sống hàng ngày sẽ ít hơn khi chúng ta ý thức sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Cầm chắc trong tay cây gậy của nhân đức và nâng đỡ bởi ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ bước đi trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Lạy Chúa, mỗi lần ra khỏi nhà, xin cho con luôn biết nhớ đến Chúa. Amen.